Thưa quý vị, Sơn Động là một trong 74 huyện nghèo của cả nước, có gần 60% dân số là người dân tộc thiểu số, được mệnh danh là rốn nghèo của tỉnh Bắc Giang. Đến năm 2016 thì tỷ lệ hộ nghèo nơi đây vẫn chiếm khoảng 51%. Nhằm hướng tới thoát khỏi tình trạng nghèo, huyện Sơn Động của tỉnh Bắc Giang đang tích cực đầu tư vào các mô hình, các dự án kinh tế, hàng hóa, trong đó có nuôi con đặc sản nhằm hoàn thành mục tiêu là mỗi năm giảm ít nhất từ 6 đến 7% tỷ lệ hộ nghèo. Chăm sóc cho những cặp chim chỉ từ việc kiểm tra chuồng nuôi, cung cấp thức ăn, nước uống cho chúng đã trở thành công việc quen thuộc của chị Hoàng Thị Nhì ở xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Đến nay, gia đình chị đang sở hữu khoảng 80 cặp chim chỉ bố mẹ. Nhờ nhân giống thành công loại chim này, mỗi năm gia đình chị cho thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng. Đến nay, gia đình tôi đã nuôi chim chỉ bảy màu này được khoảng 8 năm. Giá trị kinh tế của nó thì so với gà thì cũng tương đối cao. Giống như là chim bảy màu đỏ khoảng 4-5 tháng tuổi thì là 2 triệu một đôi. Bảy màu vàng là 3 triệu, bảy màu xanh là 4 triệu một đôi. Nếu ở xã Long Sơn nổi lên với mô hình nuôi các loài chim đặc sản, thì tại xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, người dân lại làm giàu từ chính giống gà bản địa. Gà sáu ngón, sáu cựa hay còn gọi là gà lục đinh là một giống gà quý được đồng bào dân tộc Dao tại xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nuôi từ nhiều năm nay. Khi nhắc đến lục đinh thì khách hàng người ta chưa hiểu là con gà gì, nhưng mà sau khi được tiếp cận cái thị trường, đặc biệt là cái trứng của gà lục đinh này thì khách hàng phản hồi là rất tốt. Thứ nhất là chất lượng trứng thì sẽ ngon hơn cái trứng thị trường, vì trong cái trứng của tự nhiên được chăn thả tự nhiên thì khách hàng người ta rất tin tưởng và tiêu dùng. Nhờ sở hữu 100 cặp gà bố mẹ, anh Giới đã nhân giống thành công và đưa gà lục đinh thành sản phẩm hàng hóa nhân rộng trên thị trường. Năm 2022, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, Hợp tác xã Phú Cường đã được thành lập với 8 thành viên. Từ 200 con gà bố mẹ, đến nay, Hợp tác xã Phú Cường, xã Vân Sơn đã có hơn 1.000 con gà bố mẹ và duy trì từ 2 đến 3.000 con gà thương phẩm. Nuôi gà sáu ngón đang là mô hình giảm nghèo hiệu quả, nên được huyện Sơn Động quan tâm hỗ trợ hợp tác xã và người dân trong việc mua máy ép cám, máy ấp trứng, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, hợp tác xã có sản phẩm đầu tiên đăng ký tham gia đánh giá phân hạng OCOP, trứng gà sáu ngón. Với giá thành gà lục đinh từ 180.000 đồng đến 200.000 đồng 1 kg, sản phẩm gà lục đinh đang là hướng đi mới, giảm nghèo bền vững cho người dân tại địa phương. Hiện nay thì huyện chúng tôi cũng đã xây dựng một cái đề án chăn nuôi nói chung và các con đặc sản nằm trong cái đề án đó. Và trên cơ sở đó thì địa bàn huyện Sơn Động tôi sẽ có cái đa dạng về các cái loại vật nuôi và đa dạng về các cái loại phát triển kinh tế hộ gia đình. Và từ đó thì giúp cho bà con nhân dân ở các cái vùng quê thuộc các xã nghèo, thôn nghèo, thôn đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế và thoát nghèo một cách bền vững. Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và thoát nghèo, huyện Sơn Động đang ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình phát triển sản xuất, đưa sản phẩm vào chuỗi liên kết, nhất là những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong đó, huyện tập trung vào 3 cây một con, cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu và gà, để xây dựng thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của huyện, bảo đảm số lượng, chất lượng theo yêu cầu thị trường, từ đó nâng cao thu nhập, đẩy nhanh giảm nghèo cho người dân. Nhỏ gọn, độc đáo và ý nghĩa, bonsai Nhật Bản đã và đang được giới chơi cây tại Việt Nam ưa chuộng. Không hoành tráng, đồ sộ, thế nhưng mà bonsai của đất nước mặt trời mọc vẫn có thể chinh phục được tín đồ yêu cây trên khắp thế giới, giữ vị trí số 1 trong bản đồ bonsai thế giới. Nếu như Trung Quốc được xem như là cái nôi của thú chơi cây kiểng thì Nhật Bản lại được cho là quốc gia nâng tầm thú chơi này trở thành nghệ thuật. Trong những ngày đầu xuân năm mới, xin mời quý vị khán giả hãy cùng tìm hiểu về thú chơi độc đáo này. Thân của cây tùng Nhật Bản này đã chết một nửa, chuyển màu lũa. Thế nhưng lá cây vẫn xanh tươi, hoa vẫn nở. Theo anh Quý, chủ nhân của tác phẩm này, cây tùng Nhật được giới chơi cây đặc biệt ưa chuộng bởi sức sống mãnh liệt. Trong cùng một thực thể, sự sống và cái chết cùng song hành, hai màu cây tạo nên sự tương phản vốn chỉ thấy trong hội họa, thể hiện đường nét chấm phá thường được gọi trong văn học. Thank you.
Người Nhật người ta rất là thích cái giữa cái sự sống và cái chết vẫn là hòa quyện với nhau trên cùng một tác phẩm. Ở trong cái cuộc sống, trong cái đời thường cũng vậy, như mình cũng thế thôi. Ở trong cuộc sống có những lúc rất là khó khăn, đúng không? Thế nhưng mà mình không phải là vì khó khăn ấy mà mình buông, mình bỏ, mà mình vẫn phải tiếp tục phát triển và hãy biến những cái khó khăn đấy thành những cái động lực. Anh Quý cũng chia sẻ, tùng chỉ là một trong số hàng trăm loại cây bonsai của đất nước mặt trời mọc. Mỗi loại cây đều có một nét đẹp và ý nghĩa riêng, từ lá, từ quả, từ ý nghĩa. Mỗi loại cây đều có điểm độc đáo riêng để thu hút mọi người. Em xin giới thiệu với tất cả khán giả trên kênh VTC16. Đây là những cái dàn cây bonsai mini Nhật Bản mà đang có quả, đang hoa trái rất là nhiều. Đây trên tay tôi đây là một cây ngọc Long Châu. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, một cây ngọc Long Châu đang quả rất là nhiều và đặc điểm của cây ngọc Long Châu này là quả tím, nhìn rất là đẹp. Tất cả mỗi một đặc điểm của một cây thì nó có một cái nét đẹp khác nhau. Ví dụ như cái cây này ấy thì là vừa được gốc bệ, vừa tuổi đời, vừa lại được hoa quả. Anh Quý cho biết, cây Nhật độc đáo, đẹp mắt, giàu ý nghĩa tượng trưng biểu tượng. Thế nhưng điều kiện khí hậu của đất nước mặt trời mọc khá khác biệt so với nước ta. Bởi vậy, cũng có một số lưu ý nhất định khi mọi người tiếp cận với các dòng bonsai của Nhật Bản. Điều kiện khí hậu nó khác nhau, để ở trong chỗ râm một thời gian dài để cho nó quen dần với khí hậu, không bị sốc khí hậu. Về là em sẽ tưới dưỡng chất vào, là mình sẽ tưới vào để cho cây nó không bị sốc khí hậu, không bị sốc. Cái thứ hai nữa là khi mà nó đã thuần một thời gian rồi thì bắt đầu mình mới nói đến cái cách chăm sóc, cách cắt tỉa. Ngày nay, nghệ thuật bonsai được xem như một nét đặc trưng khi nhắc về Nhật Bản. Bonsai được trồng, chăm sóc, cắt tỉa theo một phương pháp tỉ mỉ, hội tụ đầy đủ những yếu tố thẩm mỹ và nét độc đáo của thiên nhiên. Dù bị thu nhỏ lại trong chậu vẫn hiên ngang, kiên cường. Không chỉ ở Việt Nam, ngày nay thú chơi bonsai của đất nước mặt trời mọc ngày càng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm Giáp Thìn 2024, hình tượng con rồng là biểu tượng linh vật của năm được nhiều nghệ nhân lựa chọn sáng tạo với rất nhiều hình dáng, chất liệu, sắc thái đa dạng, góp phần làm đẹp cho cuộc sống, tạo niềm vui cho những người yêu nghệ thuật. Ở lĩnh vực điêu khắc, chào đón năm Giáp Thìn năm 2024, nghệ nhân họa sĩ Nguyễn Tấn Phát đã chọn hình tượng rồng thời Lý để sáng tạo 1.000 tác phẩm tượng sơn mài. Mỗi bức tượng được nghệ nhân chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ để đón chào Tết cổ truyền. Và năm nay, nghệ nhân đã cho ra mắt bộ sưu tập rồng độc bản với hình tượng rồng được gắn chặt với hình tượng tiên. Và đây cũng là tình yêu gắn với văn hóa người Việt Nam theo truyền thuyết con rồng cháu tiên. Đặc biệt trong bộ sưu tập lần này, hình tượng rồng được nghệ nhân thể hiện xuyên suốt là hình tượng rồng thời Lý. Điểm nhấn trong bộ sưu tập rồng của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát là chiếc ghế rồng cao 1,65m, rộng 2m, được chế tác từ sơn mài trên gỗ lũa, dát 2.500 lá vàng, khảm vỏ cửu khổng, bào ngư, vỏ trứng. Ghế có hình con rồng với 5 móng vững chãi và mạnh mẽ, đuôi rồng như lá bồ đề, tư thế uốn lượn mang đậm ý nghĩa về văn hóa, cội nguồn người Việt. Năm nay làm linh vật rồng này thì trong công đoạn làm thì ấn tượng nhất là bộ ghế năm nay được làm với một là bộ ghế là sẽ to hơn, con rồng này sẽ uốn lượn và có nghĩa là trong cái công đoạn làm này sẽ khó hơn từ công việc gắn trứng, gắn khảm trai, trong việc đánh sơn và làm mài ra để làm sao để cho được cái tác phẩm là bộ ghế của tác giả Nguyễn Tấn Phát. Bộ sưu tập rồng độc bản được nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát ấp ủ suốt 2 năm với số lượng tượng rồng tiên lên đến 1.000 tác phẩm, được làm hoàn toàn từ gỗ mít, đá ong, những chất liệu quen thuộc của xứ đoài, kết hợp với nghệ thuật sơn mài thuần Việt. Nghệ nhân mong muốn mang lại món ăn tinh thần cho mọi người thưởng lãm vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vốn được làm độc bản hoàn toàn nên các bức tượng của anh chủ yếu được chế tác thủ công từ gỗ và sau đó được phủ sơn mài lên sản phẩm. Tuy nhiên, để cho ra một tác phẩm rồng độc bản thì phải mất khoảng 15 đến 30 ngày. Đầu tiên là khâu lên ý tưởng, rồi đục tượng bằng gỗ từ khúc gỗ nguyên khối, mất khoảng 1 tuần gỗ mới đảm bảo độ khô, sau đó mới mang đi làm sơn mài. Anh làm sơn mài theo lối truyền thống, có khảm chất liệu và sơn nhiều lớp khác nhau. Năm nay tôi có làm bộ sưu tập rồng với cái chủ đề là 1.000 tạo tác rồng tiên. Thì cái hình tượng rồng ở đây được tôi gắn chặt với hình tượng tiên theo cái thuyết con rồng cháu tiên, cũng là muốn
khơi dậy cái lòng tự tôn của người Việt Nam, đi đâu cũng tự hào là con rồng đầu tiên. Với cái bộ sưu tập lần này thì tôi chọn con số 1.000 tác phẩm độc bản, muốn gửi gắm tri ân đến thủ đô Thăng Long ngàn năm văn hiến. Và bộ sưu tập lần này thì cũng được tôi sử dụng nhiều chất liệu, có sơn mài, có gỗ, có đá và có gốm. Thì những cái tác phẩm rồng lần này thì nó cũng vẫn giữ trong mình cái tính chất ứng dụng rất là cao. Thì những cái bức tượng rồng của tôi thì nó có thể là những cái chiếc ghế, nó có thể là những chiếc bàn, chiếc khay hay là những cái chiếc đèn. Từ xa xưa, rồng là con vật cùng một lúc mang hai biểu tượng. Đó là biểu tượng của vương quyền trong thời phong kiến và biểu tượng tín ngưỡng, vì rồng nằm trong bộ tứ Long, Ly, Quy, Phượng. Rồng cũng là con vật mang biểu tượng của một trong 12 con giáp. Trải qua hơn 1.000 năm với các thời kỳ từ Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, Lê Mạt, Nguyễn, hình tượng rồng đã có nhiều thay đổi từ tạo hình, bố cục đến chất liệu. Điều dễ nhận thấy là rồng thời Lý mượt mà, tinh tế, uốn lượn mềm mại. Rồng thời Trần nhìn bề mặt giống rồng thời Lý, nhưng tinh thần thì khác, thô và khỏe hơn. Về chủ đề năm nay là năm 2024 là chủ đề về rồng, và cũng là ý nghĩa của năm rồng. Cho nên là bộ sưu tập rồng năm nay là nó đi vào đúng của những anh tuổi thì rồng. Cho nên là coi như là nhà bộ sưu tập này là rất có ý nghĩa để như chặn khách tham quan, hay là nhớ lại những cái tuổi con rồng là con vật của tượng trưng cho 12 con giáp. Tại Việt Nam, hình tượng rồng đã trở nên thân thuộc trong cuộc sống của người dân. Người ta dễ dàng nhận ra hình ảnh rồng trong không gian đình, chùa, miếu, lăng. Hình ảnh rồng không chỉ là biểu tượng về vẻ đẹp, là nguồn cảm hứng sáng tạo trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Đó còn là biểu tượng truyền thống, là hồn của văn hóa Việt, tâm hồn Việt.